Kính thưa bà con, hôm nay chạy trùng quế Hai Ngôn, Vĩnh Long rất hân hạnh khi gặp lại tất cả bà con nông dân. Thì trước khi tôi chia sẻ cái đoạn video thì tôi xin chúc bà con nông dân một ngày mới được nhiều thành đạt mới và vạn sự như ý. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ một cái đoạn video. Cái trọng tâm của cái đoạn video là bón cái phân trùng quế cho tất cả các loại cây trồng, nhưng đều cái chủ tâm chủ lực là cái cây sầu riêng ha. Bà con thấy cái sầu riêng thì bà con thấy xa xa đó, cái cây sầu riêng trước mắt tôi là cây sầu riêng này nó được 2,5 năm tuổi ha, 2,5 năm. Rồi, bắt đầu hôm nay tôi bón cái phân trùng quế cho nó đây, bà con thấy này. Thì bà con nào có xem những cái đoạn video của tôi trước á, thì mấy ngày rồi tôi cũng có chia sẻ là tôi cái cách bón cái phân trùng quế nó như thế nào, rồi cái cách mà ủ cái đất lên á, là kêu ốp mô đất lên cái vô cái cây trồng nó như thế nào, tôi cũng có chia sẻ rồi ha. Bà con cũng, nếu bà con có xem, có đăng ký vô cái đoạn video của tôi này thì cũng đã biết hết rồi. Thì bà con thấy đây, thì tôi cũng xin thưa với bà con là cái sầu riêng á, nó là một cái cây nó rất mẫn cảm với thời tiết và với thổ nhưỡng, nói chung là rất mẫn cảm với các loại là thời tiết nói chung đi. Thì cho nên trong cái miếng vườn của mình á, mình trồng cái cây sầu riêng á, thì cũng có cây nó tốt, có cây nó xấu ha, rồi nó cũng có sập sòi, nó không có được đồng bộ ha bà con. Thì cái đó là do cái thổ nhưỡng của mình, do thổ nhưỡng. Thì mình trồng làm sao mà để cái cây mình nó phát huy được khoảng 75-80% tổng thể miếng vườn, là đó là mình đã thành công rồi. Thì bà con thấy đứa cháu nè, thì tôi có cái xuồng vậy, tôi bỏ vô khoảng 10+ bao phân trùng quế, thì tôi đi bỏ cho tất cả các loại cây như vậy. Thì bà con thấy đây, cái cây này tôi chưa có vô mô nè, tôi chưa có ốp mô ha. Rồi cái bên này là tôi đã làm rồi đây, bà con thấy đây nè. Chỉ cái đất thôi, mình gãy phân trùng quế rồi cái đất mình đào mình ốp lên như thế này. Thì tôi cũng xin thưa với bà con là cái cây sầu riêng á, thì tôi trong cái quá trình mấy năm nay tôi trồng, thì tôi thấy hình như cây sầu riêng cái rễ nó ăn cũng ăn bạ lên, cho nó cũng ít có ăn chậm xuống á, có nghĩa là nó không có ăn sâu lắm, thì nó ăn cũng lan thôi. Cho nên thì tôi đã thấy được cái tiềm năng cái rễ nó như thế nào, thì tôi cứ làm theo vậy. Thì những cái kinh nghiệm của tôi, thì cái kinh nghiệm của tôi là rất còn non trẻ, tại vì tôi mới trồng thôi. Nhưng điều tôi trồng thì qua cái kinh nghiệm là tôi đi chỗ này tôi đi chỗ kia, là tôi đi giao cái phân trùng quế cho tất cả bà con nông dân từ miền Đông Nam Bộ về tới miền Tây. Thì cái chỗ nào bà con nào làm thấy nó có hiệu quả, bà con chia sẻ với tôi, thì tôi rút ra một cái kinh nghiệm để về tôi áp dụng cho cái miếng vườn của tôi. Thì bà con thấy đây ha, đây nè, cái này tôi làm được mấy ngày rồi đây, còn phía bên này chưa làm, thì cái phân trùng quế còn bỏ dung dãi ở ngoài vườn như thế này đó, bà con thấy đây ha. Thì tôi cũng xin thưa với bà con là nếu mà cái cây sầu riêng mà mình chăm sóc bằng cái phân hóa học nhiều quá, thì cái cây mình nó mau lớn lắm, nó mau lớn dữ lắm, mà nó tốt cũng dữ lắm, nhưng đều xin thưa coi chừng nó bị xì mũ. Nó tốt lẹ quá rồi nó bị xì mũ rồi nó sẽ bị chết đó. Thì cái thời gian mình là cái năng suất nó không được cao đó. Thì cho nên tôi mạnh dạn tôi làm cho cái miếng vườn của tôi là cái miếng vườn này là tôi xài phân hữu cơ đó, phân hữu cơ, nhưng điều tôi xài đặc biệt là 100% là cái phân trùng quế, tại vì tôi có cái trại trùng quế đó. Trại trùng quế của tôi là trại trùng quế Hai Ngôn, Vĩnh Long. Hồi trước là cái trại giống miền Tây, trại bò Vĩnh Long, trại bò Úc Nghiệp gì đó cũng là cái trại, cái tên của tôi. Qua thời gian, qua năm tháng rồi tôi dần dần tôi đổi lại cái tên trại của tôi, là hôm nay là chính thức là cái trại của tôi là trại trùng quế Hai Ngôn, Vĩnh Long, chính thức từ năm 2019 tới giờ nha bà con thấy. Thì những cái gì tôi chia sẻ hết cho bà con thấy đây ha, đây bà con thấy đây đó, sầu riêng của tôi. Và tôi cũng xin thưa với bà con là nếu mà bà con trồng sầu riêng thì đừng nên xen trồng mít nha, đừng nên xen.
Tại vì mít mà trồng xen với sầu riêng mà bà con cứ dành danh cái cây mít thì không cho cái rễ qua cái cây sầu riêng thì cái mít trái nó cũng không đạt. Đó, tôi xin thưa luôn, trái không đạt. Thì cho nên mình trồng cái gì thì mình nên trồng một thứ thôi. Thì tôi xin xin những ý kiến của tất cả bà con. Nếu mà bà con nào có thấy những cái đoạn video của tôi nó có thích hợp với tất cả bà con thì tôi xin một cái lần đăng ký của tất cả bà con. Hãy bấm vô cái chuông để khi mà những cái đoạn video mới thì bà con sẽ tiếp cận được liền. Và tôi cũng ghi nhận những cái lời bình luận của tất cả bà con, bình luận vô cái là trang YouTube Trại Trùng Quế Hai Ngôn Vĩnh Long. Thì để tôi rút ra một cái kinh nghiệm để tôi chăm sóc cái miếng vườn của tôi nó càng ngày càng phát triển tốt hơn. Thì bà con nào có đam mê về cái lĩnh vực phân hữu cơ trùng quế hoặc giả là cái sinh khối trùng quế giống thì cứ điện thoại cho tôi qua cái số điện thoại là 0986 203 159. Tôi là Hai Ngôn, tôi sẽ chia sẻ với tất cả bà con nông dân những cái gì tôi làm được. Thì trước khi kết thúc cái đoạn video, tôi xin chúc bà con được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và thành công mỹ mãn từ đầu năm cho tới cuối năm. Tôi xin kính chào đoàn kết, hẹn gặp lại tất cả bà con trong những cái đoạn video tiếp theo. Tôi xin kính chào.